chiều nay em chiều nay chiều nay chiều nay em đi câu cá đi câu cá hai ba chiều nay em đi câu cá chiều nay em đi câu cá hai ba chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua làm sao cho đưa cá cá về cho má nấu canh chua ôi con cua ôi con cua không có con cá câu con cá lên cái gì vậy không không làm lại làm lại có biết ảo thuật chỉ là giỡn thôi mình có chắc là mình biết ảo thuật không biết còn có biết ảo thuật không chào tay còn lại tôi lấy lại tinh thần nha vỗ tay đi mọi người ơi wow rất tuyệt vời đúng không à chưa sao hay vậy quá xin lỗi à David, Copper Gip Gip. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có một cậu bé. Chiều nay em đi câu cá. Đi câu cá, hai ba. Chiều nay em đi câu cá. Chiều nay em đi câu cá, hai ba. Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Làm sao cho đưa cá cá, về cho má nấu canh chua. Ôi kìa con cua, ôi kìa con cua. Không có con cá, câu con cá lên. Câu con cá. Anh ta quyết định câu con cá lần thứ nhất. Wow, thế là anh ta chờ đợi. Vâng, từ dưới lòng sông sâu, có một con cá đã cắn câu nè. Đúng rồi, phụ đi, phụ. Giật lên. Ôi trời ơi. Hụt rồi. Sao vậy? Anh ta không nản chí. Anh ta mới quyết định dùng cái cần câu hồi nãy. Anh ta quăng cú thứ hai. Ba người trong gia đình vô phụ luôn. Cái đó giết rồi, cái đó giết rồi. Cái này giết cái này bắt cướp rồi. Đúng rồi, chú. Dạ. Nhẹ thôi, phụ cái cần thôi. Nhẹ cái cần thôi. Cái cần thôi. Cái nhẹ thôi, phải không? Đòi nhẹ thôi. Ba. 2, 1, dừng. Ôi, ôi à. Cá đâu? Cá đâu? Đúng rồi, dậy đi. Wow. Đừng bẻ lại, dậy đi. Một câu thôi à. Quá hay.